Xin được gửi lời chào trân trọng đến toàn thể quý vị khán thính giả của đài truyền hình VTV đang cùng đến với bản tin buổi tối của đài chúng tôi, và xin được gửi lời chào dưới sứ ngôn viên Kiều Trâm. Kiều Trâm xin chào anh Khang. Và thưa quý vị, như thường lệ thì ngay sau đây là những sự kiện chính đã diễn ra trong ngày, xin quý vị cùng theo dõi. Brazil ký hợp đồng sở hữu công nghệ vaccine AstraZeneca. Các binh sĩ Venezuela được nhóm vũ trang Colombia trả tự do. Algeria nối lại các chuyến bay thương mại sau đợt đóng cửa vì Covid-19. Tổng thống Biden đề xuất mức thuế 39.6% cho những người có thu nhập cao. Ngân sách 6.000 tỷ Mỹ Kim của Tổng thống Biden gây bất lợi cho tầng lớp trung lưu và người có mức sống thấp. Và sau đây như thường lệ sẽ là phần tin chi tiết sẽ được mở đầu cùng với Kiều Trâm. Thưa quý vị, bản tin thế giới cho biết Brazil đã ký hợp đồng sở hữu công nghệ vaccine AstraZeneca. Giới lãnh đạo Brazil vào thứ Ba ngày 1 tháng 6 đã ký hợp đồng chia sẻ công nghệ bào chế vaccine với công ty dược phẩm AstraZeneca nhằm để cho ra đời những liều thuốc ngăn chặn sự lây lan của COVID trong bối cảnh dịch bệnh đang ngày một leo thang. Thỏa thuận này sẽ cho phép quỹ sinh học Fiocruz của Brazil quyền chế tác vaccine phòng bệnh cũng như sản xuất nguyên liệu ngay trên lãnh thổ quốc gia này thay vì là nhập cảng từ những nước khác, trong đó có Trung Quốc. Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro nói rằng trong tương lai quốc gia của ông còn có thể xuất cảng vaccine ra ngoại quốc. Vào tháng 5 đã có 21 triệu liều vaccine được sử dụng ở Brazil, thấp hơn so với thời gian trước đó. Một phần là vì người dân e dè về tác dụng phụ của vaccine. Các binh sĩ Venezuela đã được nhóm vũ trang Colombia trả tự do. Bản tin thế giới ngày hôm nay cho biết Bộ Quốc phòng Venezuela vào ngày thứ Ba 1 tháng 6 cho biết 8 binh sĩ từng bị các nhóm vũ trang ở Colombia bắt cóc vừa mới được quân đội giải cứu. Hiện tại những người này đã quay trở về cố quốc để đoàn tụ với gia đình. Trong một phát biểu đưa ra trước báo giới, chính quyền Caracas loan báo vụ bắt cóc đã xảy ra vào hồi đầu tháng ngay trên đường biên giới giáp ranh giữa hai quốc gia láng giềng với nhau. Ngoài ra còn có hàng chục binh sĩ khác bị thiệt mạng. Những người phản đối Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro nói rằng chính phủ của ông hiện đang bao che cho các phần tử còn sót lại của nhóm phiến quân cánh tả FARC, mặc dù tổ chức này đã chính thức giải tán từ năm 2016, sau đó trở thành đảng phái chính trị ở Colombia. Algeria đã nối lại các chuyến bay thương mại sau đợt đóng cửa vì COVID-19. Chính phủ Algeria vào thứ Ba ngày 1 tháng 6 đã chính thức nối lại một số chuyến bay thương mại trong khuôn khổ của chính sách nới lỏng an ninh biên giới sau nhiều tháng đóng cửa vì đại dịch COVID-19. Tất cả những hành khách khi đặt chân vào lãnh thổ Algeria đều đã được yêu cầu có kết quả xét nghiệm PCR âm tính, đồng thời phải được tiến hành trong vòng 36 tiếng đồng hồ trước khi lên máy bay. Ngoài ra họ cũng phải cách ly 5 ngày trong khách sạn. Lệnh phong tỏa và đóng cửa biên giới vào tháng 3 đã khiến cho nhiều gia đình bị chia cắt, còn cư dân thì bị mắc kẹt ở nước ngoài. Chỉ có những chuyến bay nhân đạo là được áp dụng trong khoảng thời gian từ tháng 2 tới tháng 3 năm nay. Ecuador đã ra mắt chương trình chủng ngừa đầy tham vọng để kiểm soát sự lây lan của đại dịch COVID-19. Kính thưa quý vị, Tổng thống của Ecuador là Guillermo Lasso vào ngày thứ Ba 1 tháng 6 đã chính thức khởi xướng chương trình chủng ngừa trên toàn cầu quốc gia với mục tiêu chích vaccine cho 9 triệu người trong vòng 100 ngày. Tuy nhiên, họ đang rất cần những liều thuốc nhập cảng từ ngoại quốc. Hiện tại, giới lãnh đạo của Ecuador đang thương thuyết để mua 18 triệu vaccine Sputnik V của Nga. Chiến dịch chủng ngừa ban đầu đã diễn ra vào tháng 1, tuy nhiên vì vấn đề kỹ thuật nên nó đã bị trì hoãn đến tận bây giờ. Sau khi lên nắm quyền vào ngày 24 tháng 5 thay thế cho người tiền nhiệm Lenin Moreno, ông Lasso đã cam kết chủng ngừa cho toàn quân để vực dậy nền kinh tế, vốn đã rơi vào cảnh suy thoái sau đợt cách ly. Ngoài ra, thì ông còn kêu gọi Liên Hiệp Quốc đẩy nhanh tiến trình vận chuyển vaccine thông qua chương trình hỗ trợ COVAX. Pháp kêu gọi toàn bộ binh sĩ ngoại quốc rút quân ra khỏi Libya. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào thứ Ba ngày 1 tháng 6 đã đích thân ra chào đón Thủ tướng lâm thời Libya Abdelhamid Deba tại thủ đô Paris nhân dịp người đứng đầu chính phủ GNA tới thăm quốc gia Âu Châu này. Hai bên đã ngồi vào bàn đàm phán kéo dài suốt một tiếng đồng hồ trong điện Élysée với trọng tâm xoay quanh thỏa thuận ngừng bắn được ký kết vào ngày 23 tháng 10 năm ngoái, cũng như là tiến trình bầu cử sắp được diễn ra ở Libya.
Trước khi tới Pháp, thì Thủ tướng Libya đã ghé qua Algiers và thành phố Rome để thuyết phục mọi người ủng hộ cho chính phủ mà cộng đồng quốc tế công nhận. Cuộc chiến tranh giành quyền lực vào năm 2014 đã khiến cho Libya bị chia 5 xẻ 7, nhưng nổi bật nhất là màn đối đầu giữa quân chính phủ miền Đông GNA và phe miền Tây nổi dậy miền Tây LNA. Tây Ban Nha tịch thu 15 tấn á phiện trên đảo Canary. Kính thưa quý vị, lực lượng quan thuế của Tây Ban Nha vào ngày thứ Ba 1 tháng 6 đã bắt giữ một chiếc tàu bị tình nghi chở á phiện trong vùng biển nằm cách đảo Canary khoảng 30 dặm về hướng đông. Tổng cộng 15 tấn ma túy đã được tìm thấy trên hải phận quốc tế. Ngoài ra thì giới chức trách còn bắt giữ ít nhất 4 người trong thủy thủ đoàn. Màn bố ráp đã diễn ra trên tàu Odyssey 227 vốn đang treo quốc kỳ của Mông Cổ. Chiếc tàu sau đó đã được kéo về hải cảng quân sự tại thành phố Las Palmas de Gran Canaria. Trong số những người bị bắt giam còn có một thuyền trưởng người Ý. 3 người còn lại được xác nhận mang quốc tịch Senegal. Thuốc phiện hashish phần lớn đều được sản xuất ở Trung Đông, điển hình như Afghanistan và Pakistan. Bản tin Á Châu nối tiếp cho biết, Trung Quốc yêu cầu Australia ngừng các hành động khiêu khích liên quan tới ký giả bị bắt giam. Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào thứ Ba ngày 1 tháng 6 cho biết, Úc cần phải ngừng ngay các hoạt động mang tính khiêu khích liên quan tới vụ bắt giữ ký giả Zheng Hongjun, người đã bị giam ở Bắc Kinh vì tội danh gián điệp. Mặc dù là người gốc Trung Quốc, nhưng Zheng Hongjun là tại mang quốc tịch người Úc. Ngoại trưởng Canberra Chris Payne cho biết cho tới nay quốc gia của bà vẫn chưa nhận được bất kỳ lời giải thích nào từ phía Hoa Lục. Nhiều người cho rằng ông Giang suốt thời gian qua đã bị tra tấn, ép cung trong tù. Trước thềm phiên tòa xét xử vào ngày 27 tháng 5 vừa qua, thì Giang Hongjun đã yêu cầu tòa án bác bỏ bằng chứng thu thập được từ màn ép cung để bảo đảm tiến trình này diễn ra một cách công bằng và minh bạch. Vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.